Mến chào quý bà con. Thưa bà con, kali là một thức ăn vô cùng quan trọng và thiết yếu cho cây trồng của chúng ta. Chính vì vậy mà trong từng giai đoạn, từng thời điểm khác nhau mà vai trò của kali nó quyết định đến cái năng suất cho bà con. Hôm nay nông nghiệp Trà Lâm và muốn chia sẻ cách để cho bà con chúng ta nắm bắt được từng giai đoạn, từng thời điểm mà cái vai trò kali nó quan trọng như thế nào đối với cây trồng để giúp cho bà con của chúng ta có được năng suất cũng như là hiệu quả tốt nhất cho bà con. Thưa bà con, đối với cây trồng của chúng ta như ớt, khổ qua, bầu bí, dưa đâu thì thường chúng ta có chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó chính là cái giai đoạn mà sau khi chúng ta bắt đầu trồng cây con, thì giai đoạn đây là cái giai đoạn mà cây nó cần có phát triển được cái bộ rễ và cũng như là vận cần rễ nhánh môi trường làm cho cây trồng của chúng ta sinh sôi hơn. Nên cái lúc này cái vai trò của kali gần như là không cần thiết lắm. Tuy nhiên đối với cái giai đoạn trước ra hoa và chuẩn bị ra hoa thì đây là cái giai đoạn bắt đầu cái vai trò của kali nó rất là cần thiết cho cây trồng và bà con chúng ta cần phải để ý. Với cái giai đoạn này bà con chúng ta cần kết hợp một số cái phân NPK vô cơ có cái công thức như là 30-10 hoặc là 16-16-8 thì cái hàm lượng lúc này là hàm lượng kali nó dao động khoảng 8-10% thì nó kết hợp với lâm nó thúc đẩy cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, đồng thời nó phân hóa mầm hoa, nó tạo cái mầm hoa cho bà con và nó đồng loạt hơn để giúp cho bà con của chúng ta có được năng suất. Thì đây là cái dòng thứ hai, cái vai trò kali nó bắt đầu nó quan trọng đối với cái cây trồng cũng như là nó không thể thiếu cho cây trồng và bà con chúng ta cần phải để ý. Và cái giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn sau khi nó đậu trái và trái nở rộ đều thì đây là cái giai đoạn mà hết sức quan trọng cái vai trò của kali đối với cây trồng, bà con thì chúng ta cực kỳ phải nắm bắt được và để bổ sung dưỡng chất cho nó kịp thời. Hơn nữa đây là cái giai đoạn mà nó quyết định đến cái độ năng suất của đậu màu của bà con cũng như là cái độ trái chắc đẹp bóng hoặc là năng tí. Thì bà con chúng ta cần phải lưu ý thì hiện nay đối với cái giai đoạn này trên thị trường thì bà con chúng ta có thể dùng các sản phẩm như là 20-20-15 hoặc có thể là dòng sản phẩm 16-8-16 hoặc là 17-7-17. Đồng thời bà con của chúng ta cũng có thể bổ sung thêm cái phân kali vào cái thành phần trong cái phân bón để có thể kết hợp cho giai đoạn này đối với cây trồng. Thì ngoài ra một số cái sản phẩm phân bón có hàm lượng kali trên 20% thì đây cũng là cái giai đoạn mà rất là tuyệt vời để giúp cho bà con của chúng ta cải thiện được cái năng suất cho bà con cũng như là đem lại cái độ đẹp của mẫu mã nông sản, từ đó để giúp cho bà con của chúng ta tối đa được cái lợi nhuận cho bà con. Thì tuy từng giai đoạn khác nhau, cái vai trò cũng như là cái cách chúng ta bán cái phân kali trao đổi cho nó hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà hôm nay qua cái video này, nông nghiệp Trà Lâm rất là hy vọng giúp được bà con có cái cách cũng như là áp dụng được tốt thành phần kali trong cái cây trồng cũng như là trong cái quá trình canh tác và chăm sóc của bà con để đem lại hiệu quả cho bà con. Và bây giờ mình xin tạm dừng video này đây. Bà con cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho nông nghiệp Trà Lâm một like và đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo mà nông nghiệp Trà Lâm sẽ phát. Và bây giờ nông nghiệp Trà Lâm xin tạm biệt. Bye bye.